Ri 5G vì 5G chỉ hợp với tủ lạnh. Đó là khẳng định của lãnh đạo công ty TCL, đơn vị mua bản quyền sản xuất điện thoại BlackBerry từ hãng công nghệ Canada. Cũng theo lời lãnh đạo TCL, điện thoại BlackBerry đã đủ nhanh nên không cần nâng cấp lên 5G. Ngoài ra, công ty mẹ BlackBerry không mấy quan tâm tới công nghệ di động thế hệ mới này. Trong khi đó, nhiều thương hiệu smartphone lớn khác đang chạy đua lên 5G. Ở bên kia chiến tuyến, TCL với thương hiệu BlackBerry kém khởi sắc không mặn mà với xu hướng công nghệ mới thậm chí tổng giám đốc marketing TCL, Stefan Schett, còn mạnh dạn khẳng định điện thoại BlackBerry đã quá nhanh nên không cần lên 5G, và rằng công nghệ này chỉ phù hợp với tủ lạnh, đó là về BlackBerry. Còn thương hiệu khác của TCL lại không đi theo hướng đó. Điển hình trong số này là thiết bị di động đóng mắc Alcatel xuất hiện trong năm tới với khả năng kết nối 5G. Việc TLC không quan tâm tới 5G sẽ khiến thương hiệu BlackBerry thiệt thòi. Dòng smartphone một thời danh tiếng này đang lùi sâu vào dĩ vãng. Trong khi đó, Samsung đã phát hành phiên bản 5G của Galaxy S10 Note 10, Apple cũng có kế hoạch ra mắt iPhone 5G trong năm tới sử dụng chip Qualcomm.